Hello, xin chào các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình đã lên Shopee và đặt được một số món đồ cho bé án Sam. Thì những món đồ chơi này mình đã chuẩn bị cách đây nửa tháng các bạn ạ. Vì là đơn hàng quốc tế nên mình cần phải đặt trước. Bé có vẻ rất chi là hào hứng về những cái món đồ chơi mà mình chuẩn bị mang đến cho bé. Thì đơn hàng mình đặt ở trên Shopee và vận chuyển từ nước ngoài nên giá thành cũng khá là rẻ các bạn. Phí vận chuyển mình áp mã mà chỉ còn không đồng thôi. Bé rất hào hứng này. Rồi giờ mình đang mở ra xem bên trong có những cái món đồ chơi gì. Rồi rất chi là nhiều luôn. Đấy, bé nghịch chơi các bạn. Rất chi là tăng động. Ok, giờ mình sẽ mở ra xem bên trong có gì nhá. Nhiều quá. Rồi giờ mình sẽ mở từng món một. Đầu tiên là hình cái này, cái con thú nhồi bông bằng con hình con cá heo. Mình xem trên ảnh nó to lắm, sao nhận về nó nhỏ bé thế. Nhiều không sao. Nhìn rất chi là xinh. Mình bóc ra xem nó như thế nào. Mình lại kéo cắt cho nó dễ. Bé Sam có vẻ rất thích những cái món đồ chơi này. Trong con thú nhồi bông này thì nó có tiếng kêu các bạn. Rồi mình sẽ tiếp món đồ tiếp theo. Giá nó cũng rẻ thôi. Tí mình sẽ để giá lên trên màn hình cho các bạn xem. Tiếp theo là hình cái quả. Cái quả này bằng cao su dây đan chéo vào nhau. Bên trong có một cái chuông. Mình mua về cho bé chơi cho đỡ buồn ấy. Những lúc mình đi làm vắng ấy thì cho bé chơi, thường bảo mình chơi cùng cho bé. Còn đây là cái bảng tên. Bảng tên này để về mình khắc tên cho bé, khắc số điện thoại, thông tin của bé lên. Để trong trường hợp mình mà thường may là lạc bé thì mọi người tìm thấy có thể liên lạc lại cho bạn. Giá nó rẻ. Còn đây là cái kìm cắt móng chân. Cả bộ nó có cái rũa theo các bạn. Theo đây là cái gì? Ờ, đây là cái nơ vòng đeo cổ cho bé. Thì khá là xinh ý. Mấy món đồ này rẻ thôi. Tí mình đặt lên giá lên trên màn hình cho các bạn xem. Trên cái nơ có một cái chuông các bạn ạ. Mình thấy cái vòng cổ nó khá là to ấy. Không biết đeo vào xem bé có vừa không. Còn đây là cái áo mình đặt mua. Nhưng mình đặt mua cái size nó hơi to, khả năng là hơi rộng đối với bé. Sau lớn lên khả năng mặc sẽ vừa hơn. Hai chiếc áo, một màu xanh, một màu đỏ. Đây là cái gì? Đây là chiếc bình uống nước tự động các bạn ạ. Đầu nó có viên bi khá là hay ấy. Tiếp theo, đây là quả bóng cho bé chơi, hoặc mình có thể dùng để huấn luyện. Này bằng cao su các bạn, mềm mềm. Rồi, còn đây mình xem mở bên trong là cái gì. Mình đặt mua khá là nhiều ấy. À, đây là một cái dây thừng để cho bé chơi nghịch này, đỡ cắn những cái đồ vật linh tinh, cảnh tránh cắn quần áo. Tại vì bé nó ngứa răng mà, nên mình cần cái đồ chơi dây thừng sau mình còn huấn luyện nữa. Còn đây là cái để vệ sinh cho nó, kiểu mình đi chơi đi du lịch ấy, hay mình đi đâu ấy mình cầm theo cái này, không để nhỡ bé đi vệ sinh thì mình lấy mình dọn đi. Rất chi là văn minh, rất chi là đẹp. Các bạn mang cún đi chơi nên mình nghĩ cần phải có cái này. Mình mua thêm một quận dự phòng nữa.
Rồi mình xem đây là cái gì nữa. Nó vẫn còn. À, đây là cái bàn trái mình được tặng các bạn ạ. Giờ mình sẽ quay từng cái một cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là cái quả bóng này. Đây còn đây là cái bàn chải để đánh răng cho cún. Cái này mình mua nên được tặng. Còn cá heo này mình mua từ lâu rồi. Đây, đây là cuộn ni lông đựng chất thải. Còn đây là cái dây thừng này. Nhỏ quá nên cái bé không biết như thế nào. Còn đây còn cá heo như mình bảo ấy, bên trong nó có cái tiếng kêu, mình bóp bóp là nó kêu. Bé nghịch quá. Còn đây là chiếc áo này. Hai chiếc áo này thì sẽ phù hợp với mùa hè hơn. Mình đặt size L với size M nên có khả năng là áo hơi hơi lỏng. Rồi, đây là những cái món đồ mình đã đặt mua cho bé. Đây cái bình uống nước tự động này mình gắn vào. Cái chuồng kia thì mình cũng mua trước rồi. Nó ở miếng ghép thôi, ghép vào khá là tiện đấy. Đừng có đây quả bóng này. Bé khả năng đang thích thú với những cái món đồ chơi mới mình đã chuẩn bị cho. Các bạn thấy yêu không? Việc cũng sao mà mình lúc mua về mình được có 55 ngày thôi, gần được 2 tháng. Các bạn đón cún ở thời gian này về nó sẽ dễ quen và huấn luyện hơn, mà khi các bạn mua lớn thì khi lớn nó sẽ quen với cái chủ ở nơi ở trước rồi. Giờ mình mua bé về chăm bé sẽ quấn chủ hơn, dễ dễ thân thiện hơn, mình dễ huấn luyện hơn, dễ bảo hơn. Bé vẽ rất thích. Các bạn nuôi chó mèo nên mua những món đồ chơi về nhé. Các bé nghịch. Giờ mình thử mở cái áo ra xem nào. Một cái áo đỏ này size L to quá các bạn ạ. Chắc không vừa rồi, chắc phải đợi bé lớn hơn chút thôi. Ở đây chiếc áo xanh size M. Mình bóc ra mình thử mặc xem có vừa không. À, khả năng là vừa các bạn ạ, chiều dài khả năng vừa. Còn cái màu đỏ thì size L nó to hơn. Giờ mình thử mặc cái màu xanh xem. Mình chưa mặc xem bao giờ. Rồi giờ mình thử mặc qua xem nào. Bé này ghê ha. Sáng hôm nay rất là chi là vui vì có đồ chơi mới nè, áo mới. Các cô chú xem thấy yêu thì follow đăng ký cho con nha. Hơi rộng một chút các bạn ạ. Không sao, sau bé lớn nên mặc vừa lên là đẹp. Đầu tiên mặc áo bé có vẻ rất chi là bỡ ngỡ. Biết các việc cún của các bạn lần đầu có vậy không? Cũng hơi hơi rộng các bạn ạ, chắc phải đợi lớn thêm chút rồi. Ấy. Bé chạy tung ta tung tăng. Khả năng là chưa quen các bạn ạ. Ui ui ui. Đây các bạn xem này. Mời các bạn thấy video hay, nhớ cho mình một đăng ký kênh và like nha các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.